Thưa quý vị và các bạn, để tránh rộ mùa với các vụ trồng sầu riêng khác, hiện nhà vườn tỉnh Tiền Giang chủ động xử lý kỹ thuật cho cây ra hoa trái vụ, thu hoạch nghịch mùa, bán giá cao. Tuy nhiên, vụ sầu riêng nghịch này nằm trọn trong mùa mưa bão, nhất là ở cuối vụ có khả năng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024. Nên bà con chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và trải nghiệm cùng giải pháp quản lý dịch hại tổng hợp của Stromit Agro. Do vườn cây vừa cho thu hoạch thắng lợi vụ mùa thuận, nên trước khi sản xuất vụ mùa mới, nông dân tiến hành phục hồi sức khỏe cho cây bằng cách tỉa cành tạo tán, nạo vét mương vườn, cải tạo đất, nhất là không quên bón Arazio để khôi phục độ phì cho đất. Cung cấp nguồn dinh dưỡng đặc thù cho đất, giúp rễ khỏe, hấp thu dinh dưỡng tốt, từ đó cây khỏe, đọt non bung mạnh, đủ sức đơm qua kết trái, nhất là tăng sức chống chịu với điều kiện độ mặn cao. Cái sản phẩm cô sai nè, là khi mà tôi sử dụng á, là phun lên lá thì nhằm thì trị bệnh được là trái lá nè, thắng thư nè, rỉ sắt nè, nấm hồng nè. Đó, thì mà không phải trên lá không mà trên thân, trên cành luôn. Đó, rồi cái nữa là khi mà tôi tưới dưới gốc thì tôi thấy là nó làm cho cái vết bệnh sau khi thu hoạch đó mình cuốc xới đó, nó nhanh khô hơn. Giờ nó mau liền sẹo hơn. Ở giai đoạn phát triển thân lá, cây cần nhiều dinh dưỡng nên bà con nông dân cần đi phân có đạm cao cùng với DAP. Đồng thời cần quản lý tốt sâu rầy tấn công đọt non cũng như trên lá cuốn nụ hoa và trái non. Mà làm sầu riêng thì tới mà cái cơi đọt chuẩn bị xử lý thì thường thường em sợ nhất là con rầy chích đọt, sau ăn đọt và nhất là mình cháy lá, sau mình cháy lá. Rồi sau em tới em gần như là tới đậy thì em phải thúc. Nó thúc rồi cho nên mấy con sâu con rầy nó dữ lắm. Rồi em mới nhớ tới là trái biki. Đó, em tầm xài thì khoảng 4 gói này cho 2 lít nước. Đó, để làm việc tất cả các loại sâu rầy chích thúc từng cây sầu riêng. So với mùa nắng thì trong mùa mưa này, cây sầu riêng dễ bị các bệnh do nấm hoặc vi khuẩn tấn công gây hại. Ngắn ngày nhất là bệnh thắng thư, là đối tượng dịch hại quan trọng trên cây sầu riêng, có thể tấn công trên lá, trên hoa và cả trên trái, làm thất thu năng suất, giảm chất lượng. Và nếu như phòng trừ bệnh không triệt để sẽ có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của các nước nhập khẩu. Thì tôi có sử dụng Vinoel, đó là một phi sử dụng cho nó là 1.200 lít cho 200cc. Xịt rửa tán lá, toàn lá và bông trái đều được hết, không có phản ứng phụ gì. Nhưng mà này, đặc biệt là nó trị thắng thư bông, trái rất là hay. Không chỉ ở vùng đất Nam Bộ mà hiện ở vùng Tây Nguyên cũng đang phát triển mạnh mẽ cây sầu riêng. Đây là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao nhất trong ngành hàng cang trái. Vì vậy, nhà vườn đang đầu tư rất lớn cho cây trồng này. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, bà con cần áp dụng đồng bộ giải pháp Summit Agro, bao gồm các sản phẩm chất lượng Nhật Bản cho hiệu quả diệt. Cam kết quản lý tốt dịch hại từ lúc cây trồng qua đến lúc thu hoạch.